Vâng, Đại Ngàn xin chào tất cả các bạn. Đã lâu lắm rồi thì do tình hình Covid nên là anh em chợ đồ cổ Đắk Lắk đã không hoạt động trở lại. Thì hôm nay cuối tuần anh em lại tiếp tục hoạt động trở lại và đem những cái món đồ xưa, đồ cổ lên để cùng giao lưu với tất cả các anh chị và anh em này chợ đồ cổ Đại Ngàn. Thì hôm nay cũng có rất là nhiều những cái món mà đồ xưa, đồ cổ, tranh, ảnh anh em đem lên giao lưu cùng với lại tất cả các bạn và các anh chị. Thì hôm Đại Ngàn sẽ đi sơ qua một số mà món mà anh em giao lưu trong hôm này, cuối tuần ngày hôm nay. Đây thì đây là những chiếc bình gốm rồi những chiếc dĩa được anh em đem lên giao lưu. Thì đây là có hai cái một cái dĩa và một cái chậu Đại Ngàn để vào cho cá vào bơi nhìn tung tăng. Có cá bảy màu bơi nó bèo để cũng rất là đẹp. Anh em mà mua về giao lưu mình để trong những cái này mình nuôi cá nhìn bỏ trên bàn chơi cũng rất là hay. Bên cạnh đây thì chúng ta có những chiếc bình. Đây là cái bình gốm lái thiêu. Những cái bình mà được anh em đi khắp buôn làng người về mua được và để lên giao lưu với anh em. Một cái bình lái thiêu gốm sơn thủy cũng rất là đẹp. Thì gốm lái thiêu thì các bạn biết thì cái nét vẽ nó cũng rất là đơn giản, mộc mạc, trang chất, nhìn rất là dễ thương. Cái bình này thì nó lành tích, lái thiêu xưa trước giải phóng nha anh em. Bên cạnh nó có một cái điếu. Đây là điếu điếu mộc không men, nhìn cũng rất là hay. Điếu hay bình vôi gì đây. Và bên này là có một cái bình. Đây cái bình trước đây thì ở chợ đồ cổ Đại Ngàn, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột anh em đã có giao lưu một cái bình này rồi. Hôm nay là xuất hiện lại thêm một cái nữa. Tích này là giống như tích quan công rồi đọc sách. Phía sau là có hai người người cầm đao rồi, giống như hai người hầu ha. Bên này là có một cái bình men đá đỏ. Gốm Biên Hòa men đá đỏ. Nhìn rất là dễ thương, tích múa tích đồng bào dân tộc, tích múa Thái. Thì múa Thái là sắp tới cũng được công nhận là di sản văn hóa của UNESCO. Bên này là có cái bình gốm Dona, giống như này Dona Sài Gòn Airport, rất là hay. Bên cạnh này cũng có cái một bình đồ tàu. Đây này, những cái đồ tàu này thì nhìn chắc cũng là vài chục năm trở lại thôi, nhìn nét vẽ rất là đẹp. Đây chữ vẽ cũng rất là đẹp nha. Trên này có hai cái tai, đây là hai cái tai giống như hai con dơi. Lần đầu tiên Đại Ngàn cũng mới thấy. Bên cạnh này là có một cái bình. Đây là bình Pháp Lam. Pháp Lam thì đây là lần đầu tiên mà ở sàn Đại Ngàn có một cái bình Pháp Lam cũng rất là hay, dáng mai bình rất là đẹp. Đây là chủ đề của nó là cúc, hoa cúc ha. Hoa cúc hay hoa gì đây. Bên này có hoa mai nữa nè. Phù dung cúc mai vậy nè, nhìn dáng rất là đẹp nha anh em. Thì gốm Pháp Lam, bình Pháp Lam thì nó làm trên đồng, tráng men trên trên đồng. Ngoài ra thì bên này họ có làm những cái khuẩy đồng rồi họ tráng men lên. Rất là đẹp. Về Pháp Lam này thì nó một cái chủ đề cũng rất là nhiều loại gốm Pháp Lam. Bên này là có một cái lư đồng. Chỗ này có cái chữ gì rất là đẹp nè, chữ tàu nè. Lư đồng xưa. Bên này có một cái thố bằng gốm, cái chậu rửa tay bằng gốm. Này giống như là gốm đáy thiêu. Màu da lương nhìn rất là dễ thương. Ngoài ra thì ở dưới bàn này chúng ta hôm nay có rất là nhiều những cái đĩa Pháp, những cái tô Pháp rất là đẹp. Này rất là nhiều. Đại Ngàn quay sơ bên trong cho các bạn xem. Đây là có một cái dĩa Pháp kích thước lớn, hoa văn rất là đẹp nha. Này cái này ở dưới này thì nó không có cái chữ. Bên này cũng có một cái dĩa Pháp cũng hoa văn màu mè rất là đẹp. Bên này là có hình con sư tử, có cái ký hiệu gì mà SIDA. Thì những cái đĩa này nó có những cái mộc như thế này thì ở trên mạng nó cũng có một cái danh sách những cái mộc này nó thuộc vào những cái thời kỳ nào. Thì đa số nó nằm ở thời kỳ khoảng năm 1800
năm 1800 bao nhiêu đó cho đến năm 1900 nhiêu, tức là từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 nha. Thì mấy cái địa pháp này thì có những cái đã quá tuổi cổ vật rồi. Đây là có những cái tô như là giống như gốm Vạn Ninh nè. Đặc biệt thì hôm nay trên sàn nó có hai cái tô chân cao này rất là đẹp. Thường thường mình thấy cái tô Pháp là chân chân bình thường thôi, không có chân, chân ngắn, nhưng đây là những cái tô Pháp nó có chân nhỏ ngắn như vậy thôi. Nhưng mà hôm nay ở đây là nó có hai cái tô Pháp có chân cao rất là đẹp. Chân cao ở đây nó có cái mộc gì đây nè. Gốm Pháp hát bên Hà Lan gì đây. Rất là đẹp nha anh em. Bên này cũng có một cái tô. Cái tô này thì nó có cái dáng rất là đẹp. Có cái chân rất là cao. Xung quanh nó có hoa văn. Nó có một điều hơi tiếc là nó bị hơi tóc ngay đây. Đó, tóc ở bên ngoài men, nhưng mà trong men thì không. Và nó có một cái vảy này. Còn cái tô này thì chân cao này thì nó lành tít luôn. Ở trong là đây, ở trong nó còn có thêm hoa văn nữa. Còn cái tô này thì cái men, cái gốm cốt nó trắng hơn, nhưng mà ở trong thì là không có hoa văn. Về cái dáng thì cái này rất là đẹp, hai cái này rất là đẹp. Ngoài ra thì hôm nay sàn có một cái dĩa Pháp cũng rất là hay. Cái dĩa này không biết là gốm gì đây. Này, canh Nessin nè. Nó Frank, nó rất là đẹp, hoa văn hoa hồng nha. Đó, hoa văn hoa hồng. Bên này là có quả, giống như quả táo nè. Cái dĩa Pháp này cũng có chữ luôn. Thì trước đây có một cái số dĩa Pháp cũng được người Sài Gòn đặt bên Pháp về. Đặc biệt là dưới đít nó có cái chữ Sài Gòn. Còn những cái này thì không, nhưng mà những cái này thì nhìn cũng rất là độc và lạ rồi. Ngoài ra thì ở đây có những cái tô đồ minh, đồ tò thanh gì đây nè. Đó, tô những cái bát chiếc yêu. Đồ cổ mấy trăm năm rồi. Bên này có cái bát chiếc yêu, ở giữa có con thỏ nhìn rất là dễ thương nè. Ở xung quanh là có cuốn thư. Ở dưới là có hiệu đề chữ gì đây, chữ ngọc chữ gì đây. Bên này cũng có một cái bát chiếc yêu cũng rất là đẹp. Ở đây thì có một cái cân tiểu ly rất là hay. Ở ngoài cái hộp của nó là nó làm thành một cái đàn tỳ bà, một cái đàn rất là đẹp. Chúng ta mở ra thì ở trong này nó có một cái cây giống như là xương hay là ngà voi gì đây nè, xương thú hay ngà voi. Đây. Thì ở dưới đây là nó có một cái quả cân, chúng ta cân thì bỏ quả cân lên. Đây là quả cân của nó đây, còn đủ nguyên bộ luôn. Ở trên cái thanh này thì nó có những cái nấc. Thì nghe nói là đây là những cái trước đây người ta cân vàng, cân thuốc gì đây. Cũng rất là đẹp. Thì vừa rồi ở trên mạng cũng có một nhà sưu tập đăng một cái hình này rất là nổi tiếng. Anh như là anh Nguyễn Dòng cũng có một cái cân giống y chang như cái loại này. Những cái cân mà gọi là rất là xưa rồi. Cái này thì đại ngàn, không biết nó có cổ hay không thì chưa biết. Chỉ biết là nhìn nó có cái màu thời gian rất là hay, bằng đồng. Còn cái thanh thì nó có những cái chấm thì nên người thì nói ngà voi, người thì nói xương. Ngoài ra thì ở đây nó có những cái tô. Này, tô gốm sứ gì đây. Thầy Minh, có nhà sưu tập này, họ ghi lên là thầy Minh này. Rồng vắt, ở trong có rồng, ở trong ở ngoài cũng rồng. Bên này cũng vậy. Cái này cũng rất là đẹp, vẽ mãn họa cả trong lẫn ngoài luôn, những con rồng. Những nét vẽ rất là đơn sơ nhưng nhìn là đồ cổ mấy trăm năm rồi. Hôm nay thì ở chợ nó có một cái tượng bằng đồng. Cô gái Lào nhìn cũng rất là đẹp. Những cái đồng xưa đây, đồng xưa làm này, cô gái Lào làm rất là đẹp. Thường thường thì những cái cô gái này trước đây được làm ở trường mỹ nghệ Biên Hòa và Thành Lễ. Thì nhìn cái cốt này thì theo đại ngàn thì cái này chắc nó làm được làm ở hãng Thành Lễ, mặc dù nó không có mộc. Và ngoài ra cái đế gỗ thì đã lai rồi. Đây, bên này là chúng ta có một cái tượng cái gạt tàn thuốc, con lân to đùng luôn. Đó, nhìn rất là ấy, con rồng ra con lân rất là to này, mười mấy cái 2 cm. Cái gạt tàn thuốc có màu xanh lavender rất là đẹp, giống như màu xanh của cái hãng Thanh Lễ. Đây còn ở dưới cái cốt của nó đây, cốt con mà
nó giống như là cúc gốm mà nó đỏ 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 giống như cúc gạch. À, ở dưới có một cái màu men nhìn rất là lạ nè. Đó. Một cái gạch tàn thuốc cũng rất là đẹp. À, bên này là có con bò. À, đây những con bò đây, con bò có cái u lên những bò tót nè. À, cũng cái gạch tàn thuốc luôn. À, được làm gốm Bình Dương, gốm Biên Hòa xưa. À, đó. Ngoài ra ở đây thì chúng ta có những cái tô, đó, cái tô gốm Vạn Ninh, chủ đề cúc hoa văn cũng rất là đẹp. Đó, cúc hoa văn, à, những cái tô xưa trước đây được người đồng bào miền Bắc họ đi lên Tây Nguyên họ mang theo. À, bên này chúng ta có một cái hũ bách hoa gốm Biên Hòa, đây rất là đẹp, nhìn rất là sâu tuổi. À, gốm bách Biên Hòa bách hoa nhìn rất là già. Wow, đây đây là cái ấy, à, cái chôn của nó. Ở đây chúng ta có một cái tô này, cái tô này là gì đây, tích giống như cô Tô Thành. Đây là có cái chữ hai chữ ngoạn ngọc, những cái tô mà đồ Minh Thanh vậy nè, nhìn rất là già rồi. À, bên này chúng ta có một cái hũ gốm, cái này gốm này giống như là cái hũ gốm Minh Long Bình Dương nha. Đây đã nếu vẽ một hình một con cò giống như con cò con cá vậy nè. À, hai con. Vâng, đây là gốm ốc eo, gốm sâu tuổi rồi, ốc eo miền Nam. Trên đó chúng ta có một cái bình chưng than chủ đề tùng lộc, cũng rất là hiếm. Ngoài ra bên này, dưới đây thì chúng ta có những cái bức tranh, đây tranh Tây Nguyên xưa, tranh Tây Nguyên lịch kia làm được vẽ vào năm 2017 của họa sĩ. À, bên này thì chúng ta có cái bức tranh, đây là tranh sơn mài nha các bạn, sơn dầu các bạn. Đây là tranh sơn mài. Đây chủ đề miền Tây đây, các cô gái mặc áo bà ba đi thuyền trên sông nước qua cầu tre đây. À, cái này là cầu tre chứ không phải là cầu khỉ. 48. À, sơn mài. Bên này là chúng ta có một cái bộ tranh Long Lân Quy Phụng. Rồi, rất là hay nha. À, cái này nó bị bỏ ngược nè. Cái này là tranh chúc mừng tăng gia. Đây mừng tăng gia. Những ngày xưa người ta hay đi tăng gia là hay tặng những cái bức tranh giống như vậy nè. Đó, mừng tăng gia Long Lân Quy Phụng rất là đẹp. Đây là của công ty xây dựng, công ty xây dựng Khoa Sĩ Sum gì đây, kính tặng. Công ty xây dựng là tức là ba người cùng nhau tính tặng nè, Khoa tên Khoa tên Sĩ tên Sung kính tặng. Được vẽ ở trên cái này luôn, đây là trên cái tấm mà có con Phụng. Nhìn rất là đẹp nha các bạn. Đó, ngoài ra thì ở trên này thì chúng ta có những cái món mà sâu tuổi. Đây đây là những cái hũ mà gốm thời gì đây, Đông Sơn hay thời Lý Trần Lê gì đây nè. Đó, có vấu gốm này rất là sâu tuổi rồi. Hũ này hũ gò xanh. Ngoài ra thì đây là có cái bình vôi, bình vôi gốm Quảng Đức, họa biến ba màu nhìn rất là đẹp. Trên này thì chúng ta có về đồ đồng này. Đó, kính thưa các loại đồ đồng luôn, có cái chuông đồng. Đó, chuông đồng gần ký nha, 9 lạng 4. Nhà sưu tập có ghi luôn nè. Ngoài ra thì bên giữa chúng ta có hai con lân bằng đồng. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái đỉnh song trầm nhỏ mini. Cái này mà thường thường dân chơi hay để trên bàn trà rồi bỏ trầm vô đốt, nhìn rất là nhìn có phong thái cổ ngoạn. Trên này là có chúng ta có cái đỉnh cái lư rất là to bằng đồng luôn. Rồi, rất là nhiều loại nha. Đó, đại ngàn quay sơ cho các bạn thấy. Các bạn có thích món nào thì cứ inbox ở dưới bình luận, và Đại Ngàn sẽ giao lưu với các bạn cùng anh em đồ cổ tỉnh Buôn Ma Thuột, tỉnh là thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Trên này là có một cái cúp nha, cúp đồng. Và ra bên này có một cái tượng đồng, con Phụng. Đây gốm Thành Lễ, bằng đồng Thành Lễ nha các bạn. Cái mẫu này của Thành Lễ cũng rất là nổi tiếng rồi. Còn ai mà thích sưu tập về văn hóa Tây Nguyên, có cái kỷ niệm thì đây là những chiếc vòng công tua
những chiếc vòng con tua đã đi vào lịch sử qua những cái bài hát mà người dân Tây Nguyên hay hay đeo mỗi khi mà có lễ hội hay gì đó. Trên này thì chúng ta có một cái chuông, cái chuông này nhìn rất là đẹp nha. Rồi ngoài ra cái giá của nó nhìn rất là xưa rồi, cái giá được giống như là vẽ sơn mài xưa, hay là sơn son sức vàng xưa như nè, nhìn rất là có hồn. Bên này thì chúng ta có một cái bình gốm lái thiêu, chủ đề sơn thủy luôn, rất là cao. Phía sau đó thì chúng ta sẽ thấy có một cái bình gốm sơn mài, bình sơn mài, gỗ sơn mài, có hai con chim chỉ chim phụng này nè, có cái đế ở dưới luôn. Bên này thì chúng ta có một cái đây là cái gì đây, cái dạng như một cái thố, cái chậu gốm lái thiêu, nhìn rất là già rồi. Ở trong là có con cá này, những cái hiện vật này là rất là xưa nha. Nó hay có trong sách của sách gốm lái thiêu á. Những cái này rất là đại ngàn, có lúc mà nhớ hình như cái này nó được làm, nó là nhiều cái nó làm như trang bìa của gốm lái thiêu luôn. Những cái đồ mà đồ lái thiêu này rất là xưa rồi, có khi là đã thành cổ luôn rồi. Nhìn rất là già, được anh em săn mua được ở trong đồng các buôn làng, rất là hay. Đây, bên dưới này là có một cái chóe nha, có một cặp luôn, cặp chóe mà sắn ốc. Ai mà muốn đề co phòng khách mà chúng ta mua về một cặp, hai bên hai cái bên cái bông á, trưng bày cũng rất là đẹp. Ở giữa này thì chúng ta có một cái bức tranh ngựa, bức tranh người đẹp và ngựa, được vẽ năm 2019, rất là đẹp. Ai mà tuổi ngựa mà mua cái này về bỏ trong phòng ngủ cũng rất là đẹp nha. Tranh này cũng một họa sĩ nổi tiếng ở Đắk Lắk vẽ, những cái nét vẽ cũng rất là đẹp. Đó, ngựa, và trong phim thì chúng ta thấy là kiều nữ và đại gia, còn đây là người đẹp và ngựa. Rồi bên này, tủ bên này thì chúng ta sẽ thấy là những cái gốm Nam Bộ. Đây là một góc gốm Biên Hòa, Biên Hòa xưa. Có những cái nậm này, nậm hoa cúc, cúc dây nè, ba cái bình hoa cúc dây luôn. Một hình cái nậm, cái nai và một cái bình giống như là trống cơm. Đấy, bên này là chúng ta thấy một cái hũ, cái hũ cũng là hoa văn sáng ốc nè, ám họa hoa văn sáng ốc ở trong. Này là chích trung thu, bên này là điệu múa apsara. Bên này thì chúng ta sẽ thấy có một góc xanh trắng. Các bạn thấy xanh trắng đây, đại ngàn qua cho các bạn thấy. Bên này là có một cái dĩa đây, cái dĩa tàu. Cái hiệu đề của nó là Nhược Thâm Chân Tàn. Dĩa này dầm tống. Đây là đồ ký kiểu với các bạn. Bên này là chúng ta thấy có một cái chén phụng thư. Chén phụng thư này là đồ Nhật nha các bạn, Nhật in. Bên này là có một cái chén, cái ly hiệu đề ngoài ngọc, ly ngũ liễu. Một cái ly ngũ liễu rất là đẹp, đồ thế kỷ 19, rất là đẹp nha các bạn. Bên này chúng ta thấy có hai cái nậm, một cái nậm rồng Lưỡng Long Chầu Nguyệt, hay là Lưỡng Long Chân Châu, hay Song Long Chầu Nguyệt thì cũng được, gọi tích đó là cũng được. Cái nậm này thì lành tích, đó, nhìn rất là già rồi. Bên này thì có một cái nậm hai bầu, nậm hồ lô, đó, được bịch đồng ở trên, rất là đẹp nha. Nhìn nậm xưa, ngày xưa các cụ chơi rất là đẹp. Cái chủ đề của nó là phụng. Trên này thì có một cái dĩa pháp hoa văn rất là to, nhìn rất là đẹp. Ngoài ra thì trên này chúng ta có những cái tô chữ phúc, tô gốm Vạn Ninh, Vạn Ninh màu nha các bạn. Bên này chúng ta có những cái thố, cái thố gốm lái thiêu. Bên này là có một cái bát nhang Lượng Long Chân Châu luôn. Bên này cũng bát nhang sơn thủy. Bên này thì có những chiếc vòng Tây Nguyên, chiếc công vòng đồng bằng Tây Nguyên. Thường ngày xưa những vị khách quý cũng được tặng này, giống như để cầu sức khỏe hay là gì đó, rất là hay.
Thì hôm nay Đại Ngàn giới thiệu cho các bạn những cái hiện vật, những cái đồ cổ xưa anh em buôn thuộc Đắk Lắk đem lên chợ đồ cổ Đại Ngàn giao lưu. Bên này có một bức tranh, bức tranh sơn mài về đề tài Bác Hồ ngồi đang ký tá gì đây nè, cầm tiêu thước ký tá nhìn rất là thần thái đó. Đại Ngàn quay sơ lại một vòng các món cho các bạn xem. Đây rất là nhiều món. Các bạn thích món nào thì cứ inbox cho Đại Ngàn hoặc Zalo qua số điện thoại 0938 055 929. Đại Ngàn sẽ làm cầu nối giao lưu tới các bạn các món đồ xưa đồ cổ này trên của anh em đồ cổ Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, cho tất cả các anh chị và bạn bè đồ cổ toàn quốc. Rồi, vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị.